Shop hàng Nhật Lục Địa xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng một chiếc máy điều hòa di động Sanyo. Con này em để số 218 nhé. Một con máy cái không khí đây ra rất là mát luôn, rất là dễ chịu, độ lạnh ra tầm khoảng 25 đến 28 độ C, rất phù hợp cho các bác làm mát phòng nhỏ hoặc là thổi làm mát trực tiếp thay quạt ở những cái không gian mà các bác không lắp được cục nóng. Đây, ví dụ như các bác cứ ngồi trước nó thôi rất là mát. Con này thì có 4 chức năng dùng 4 mùa luôn. Là làm lạnh dùng mùa hè này, hút ẩm dùng mùa đông, mùa nồm, sưởi ấm mùa đông và quạt gió dùng vào những cái ngày mát trời vừa vừa, có hẹn giờ. Con này cánh gió chỉnh tay. Đấy, em bán 3,2 triệu nhé. Giá 3,2 triệu, máy móc còn rất là đẹp. Đây là giảm lạnh các bác nhá. Này, sờ tay đấy rất là lạnh nhé. Nó là điều hòa chạy lốc chứ không phải là quạt hơi nước đâu ạ. Hình thức còn rất là đẹp. Điện 220V công suất lạnh 330W, công suất sửa 1250W, hút ẩm 20 lít một ngày, sử dụng GR22. Đây là cửa thoát khí nóng, này chắc được khoảng 8 phân, bên này chắc được khoảng 12 phân, 10 phân. Cửa thoát khí nóng này, đây là cái chỗ thoát ẩm thôi, thoát nhiệt thôi, không có cái gì cả. Cái này riêng này là bình nước chứa nước này, chạy nước sẽ hút nước vào đây, chạy lạnh nước sẽ vào đây, nó hút ẩm nước vào đây. Còn em để em bán là 3,2 triệu nhé, bác nào lấy các bác liên hệ, giá 3,2 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có đội vận, ship hàng toàn quốc nhé, nhận hàng để thanh toán luôn. Các bác xa là cọc trước 500, nhận hàng thanh toán luôn nhé. Chào các bác.